Rồi, hello anh em nè. Lại tiếp tục lên sóng một con Suzuki RC50 nha anh em. Con này là sở hữu động cơ 2 thì nha. Anh em nào mà thích phơm dáng hoài cổ mà lại thích tiếng nổ 2 thì ha, thì rước em nói về chơi thế nè. Rước em nói về chơi ha. Vừa được tiếng nổ 2 thì mà vừa được cái phơm dáng mà hoài cổ nghe anh em. Đặc biệt con xe, một con xe sơn zin, máy zin. Im máy mượt mà cho anh em ha. Sơn zin bản màu xanh vỏ dưa, sơn zin bóng lón nghe anh em nè. Đó. Anh em nhìn độ chắc của xe nhìn đẹp không? Sơn zin đó nè. Đừng nói anh em, đừng nói xe này sơn nha. Nếu mà đến nơi con xe này sơn, tặng anh em chiếc xe chạy ok, chạy bách phố gì đó, tùy ý anh em. Nếu mà con xe này là một con xe sơn lại ha, tặng anh em luôn ba ga zin. Vậy cui anh em. Xe đang nổ máy nha. Con xe mình đang nổ máy anh em. Nè, nó nổ máy mà nó tiếng nổ nó gì nè. Đó, sơn zin tem luôn nè. RC bẩn zin nghe nè, tem zin. Yên nè anh em, yên hít nè. À quên công khai cái giá trước cho anh em ha. Dễ chơi và dễ trúng nha anh em, 20 triệu nha. Tròn 20 triệu được một con xe sơn zin, máy zin, bẩn zin nha anh em. Nè, RC. Nói chung thì theo anh em con xe này chắc không, nếu mà cái túi tiền 20 triệu anh em, anh em mà đam mê hay thì mà thích mấy cái dòng xe mà lạ hơn người ta, đem con này về chơi nha. Thứ nhất nó dễ chạy hơn mấy con côn tay anh em, vì nó xài côn tự động. Chạy cung tự động nha anh em, vô số là chạy, vô số là chạy. Mấy anh lớn chạy cũng được, mà vợ mấy anh chạy cũng được. Cần thiết cho con chạy đi học luôn cũng ok nha anh em. Mua một con xe, nói chung là gia đình ai chạy cũng được hết. Là cái điều đó là cái điều tất yếu nhất là con này nè. Đó, một con xe mà ai chạy, ai sở hữu chạy cũng được lên. Chỉ đạp máy vô số là chạy thôi anh em. Cái máy con này nhìn cặp lốc này tương tự như là con Suzuki Titan nha anh em. Nè, lốc này là cặp lốc sơn zin nha. Máy nè anh em. Cái máy đang nổ, mà nổ thì đầm ghê không em. Cái nổ tình. Nếu mà một con xe bậy bạ, mà một con xe làm từ lưa hột me thì không được tiếng nổ như vậy đâu anh em nè. Xe đang nổ luôn á. Ốc tán nè anh em. À. Sơn zin. Sơn zin tem zin nha anh em. Sơn zin còn bóng lửng nha anh em. Bộ mà. Cái tiếng nổ ác thiệt. Tiếng nổ lên thì thầm từ tiếng mà gõ nghe tiếng tình luôn anh em. Đó. Nó muốn tắt mà nó tắt không được nữa nè. Chắc xe nè. Không, cái yên mở nghe, không ngỡ nghe, cạch cạch đã nó, thấy không? Anh em nhận chắc sơn zin nữa nè. Thường thường mấy con xe mà dài là nó ưa bị cái nắp xăng này lắm nghe nè. Bị mà cái kiểu mà nó bong nước sơn chỗ này nè. Nhưng mà con này không có nha. Nhìn cái chỗ này bảy màu nè nè. Bà gà sao khá vậy. Chung là với tầm giá 20 triệu thì sở hữu em này là quá ok. Ai bây giờ nó mới chịu tắt anh em. Một con xe mà muốn tắt nó khó hơn muốn nổ anh em nè. Muốn nổ thì nó gì nè. Không, không có sử dụng bằng cái chân nữa nè. Sử dụng bằng cái tay. Cho nó lớn lên chút chơi nè. Một con xe mà không sử dụng bằng tay, bằng chân khởi động mà sử dụng bằng tay khởi động mới ghê anh em. Nhấn nhẹ xuống. Nhấn nhẹ xuống nổ máy. Mà khuyến khích anh em đừng có
có dựng chiếc xe này lại gần mấy cái lá cây mà như kiểu trước nhà anh em, nó rớt lá cây xuống là coi chừng nó nổ máy là hết xăng xe mình nha anh em. Nói chơi vui cho anh em nè. Nè, anh em nhìn cái đồng hồ đó nè. Cái đồng hồ mà ghê nè. 657. Sao mà 657 rồi ba? Ngàn lời nói không bằng làn khói xì bo hả anh em. Con này ngàn lời nói không bằng làn khói rờ sơi hả? 20 triệu được một con xe dắt chiều chạy khỏi cần suy nghĩ, khỏi cần lo là chạy dọc đường biết xe này có bị chết máy không, khỏi cần suy nghĩ anh em, xăng nhớt đủ đạp cái bụp chạy đến nơi uống cà phê đã thèm chạy về cho anh em thử khói chơi nè. Bẩn này là bẩn ghim, bẩn ghim gà sơi luôn anh em. Chắc xe đẹp không theo như mà cái cảm nhận mà em chơi á, nếu mà người lớn lớn tuổi hoặc không thích mà phá cách như kiểu mà côn tay ở anh em, chơi mấy con này chạy nó nhẹ nhàng hơn anh em, kiểu nó mượt mà, nó không như mà chạy mình vô số mình chạy là nó mượt lắm, nó dạng côn tự động anh em. Em thì riêng em là em thích kiểu như mấy thằng côn tự động này hơn ha, chạy xe cũng gì thích mấy thằng côn tự động khỏi bóp móc đi mệt lắm anh em, vô số chạy, vô số chạy. Thằng kia cũng ra tiếng nổ hai thì, thằng này cũng ra tiếng nổ hai thì. Nhưng mà cái chất xe thì khá đẹp nha anh em. Con này anh em về chơi cái rổ, chơi cái rổ trước nữa ha, chơi cái rổ trước. Con này không lẽ kiếm thêm một cái thùng sau nữa anh em. Anh em cứ yên tâm, về đổ xăng nhớt là chơi thôi nha anh em, mình có ba ga tội cái tiền. Đã chưa anh em? Rồi, anh em nào quan tâm mà cái dòng Suzuki RC ngoại hình hoài cổ nhưng đậm chất chơ sở hữu động cơ hai thì alo số điện thoại em hả anh em, 0832354148, để rước em Suzuki RC hai thì côn tự động, sơn gin, máy gin, bẩn gin theo xe, động cơ êm ái mượt mà, thì alo em ha. Giá em nó chỉ tròn là 20 triệu, quá dễ chơi và dễ trúng nha anh em. Rồi, thank you anh em đã xem video luôn nha.